kề bên. Còn nỗi đau nào có thể xa khi lìa xa, còn nỗi đau nào chẳng lớn đâu người ơi. Phải làm sao để thấy trái tim mình không nghẹn ngào, và bất cập khi đôi mình phải chia xa. Vì sao em lại nói em không yêu anh nữa?